bằng thì thường mọi người thắc mắc tại sao là mình lại cycle những cái hồ trước khi bầu cây. Thì các bạn thấy ở đây không, lũa này nó ra màu chung lại gần này, đây nó ra nhớt nè, bám lên lũa nè. Thì tự hỏi nếu mà chúng ta vô cây liền ấy, thì những cái này nó sẽ tấn công cây và dần dần nó sẽ bốn bầu cây và nó sinh ra rêu hại và nó làm tổn thương cây. Đó là lý do vì sao mình thường là ngâm lũa và xử lý nó trước khi tiến hành bầu cây. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Thí Sinh Cây Là Nhà. Sau một tuần ngâm lũa, kết hợp sử dụng chạy lọc và sử dụng vi sinh thì cái hồ mình nó đã khá ổn định. Bây giờ mình sẽ tiến hành là trồng cây và hoàn thiện nó. Trong quá trình rút nước ấy, thì mình sẽ chò đi những cái phần nhớt còn lẻ trên lũa. Sau đó thì mình sẽ dùng cái vòi để mình hút nó ra. Đối với bố cục lần này, mình sử dụng những dòng cây cát cấm làm chủ đạo. Thì cây chính của mình ở đây đó chính là chân trâu Cuba. Thì chân trâu Cuba này mình sẽ tận dụng cái đá đen Gia Lai, mình sẽ đập vụn ra và mình cột vào. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một ít là rêu Java, mình cũng buộc sẵn ở trong cái đá đen. Tiếp theo đó là một ít rêu mini Bilia. Và cuối cùng ở đây mình sử dụng những dòng cây cát cấm làm hậu cảnh. Việc đầu tiên là mình sẽ bố trí những cái cây chân trâu Cuba vào trong cái bố cục. Khi đặt những cái cụm Cuba vào trong cái bố cục thì mình cũng lưu ý một cái vấn đề là những cái nhánh lũa của mình nó đang hướng cong về phía bên ta phải đây, thì mình đặt nó theo tựa theo những cái nhánh lũa này, nó hướng cong này để thể hiện cái chủ đề của cái bố cục rõ ràng hơn. Tiếp theo là mình sẽ đặt rêu vào trong cái bố cục. Cái phần tiền cảnh của mình thì nó hơi ít cái điểm nhấn nên là mình sẽ sử dụng thêm một ít là nanabetic để mình điểm thêm. Lũa ở đây thì mình đang sử dụng là lũa sân đá thì nó có những cái vân nó rất là đẹp, nhưng nếu mình sử dụng những quá nhiều rêu Java ấy, thì nó sẽ mất đi bố cục. Nên mình sẽ kết hợp thêm đó là một ít mini Bilia cho cái bố cục nó xanh hơn nhưng mà vẫn giữ được cái hình dáng như là ban đầu. Ở đây mình đang cắm là Rolata xanh hay lá kim nha. Bố cục của mình thì nó có một cái khe, thì ở đây là mình sử dụng hai cục chân trâu Cuba, thì mình sẽ lượng sử dụng tính chất đối xứng là mình sẽ cắm thêm một bụi chân trâu ba lá cao ở bên. Kết hợp đó là mình sẽ sử dụng một ít là cỏ bắp Mỹ. Thì cỏ ở đây là mình trồng là lá cạn nha.
thì bữa nó sẽ mọc và nó nhô lên khỏi mặt nước luôn để đào những phần cây ở bên trên. Đây là cái khe thì cũng như vậy, thì mình sẽ sử dụng đối xứng. Ở bên đây là tăng đế đỏ, thì bên đây là mình sẽ sử dụng là super red đỏ. Để cái phần cây hậu cảnh nó chuyển từ đỏ sang xanh thì mình sẽ sử dụng thêm một ít Rota xanh vàng. Khi chúng ta thay nước hoặc là vào nước cho hồ thì các bạn nên lưu ý là đừng tránh cái việc là thay nước vào buổi trưa, thì nước thời điểm đó nó rất là nóng, nó sẽ gây tổn thương cho cây. Để bổ sung vi sinh cũng như là cải thiện môi trường nước trong hồ thì ở đây mình sử dụng sản phẩm vi sinh của Extra Bio. Với giai đoạn đầu thì mình sẽ sử dụng thêm một ít là phân nước là Advent để kích cây ra chồi cũng như ra rễ mới. Hồ thiên sinh 60 của mình đã vào cây được 1 tuần. Bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái hình ảnh, những cái góc cạnh về sự phát triển của cây sau 1 tuần cho mọi người theo dõi.